vị và các bạn đang tham quan sân vườn nhà anh Nguyễn Di An ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Một không gian cũng rất là đẹp. Rất nhiều những cây đẹp có mặt trên sân vườn nhà anh An. Trong video này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cây hàng đẹp, lùn cây. Đây là một cây lộc vừng. Cây này cũng là hàng đẹp các bác nhá. Các bác nhìn vào tổng thể cây lộc vừng này. Bộ tán ấm tán tự nhiên. Xem thông số cây này, này. Chiều cao là 82, ngang là 100, ngang là ngang tán các bác nhé. Hoành thân 34, cái này chân bệ quá hay luôn này. Đấy, cái bệ của nó rất là hay này. Cái cốt tay của nó rất là khỏe chú ạ. Cái cốt tay này của nó là hơn 20 lực rồi. Một cây rất là già. Đây cũng là một cây lùn cây. Và điều đặc biệt cây đang có hoa các bác nhé. Là cái chùm hoa của nó này. Có lẽ hoa cũng mới rụng. Thực tế thì có rất nhiều cây lộc vừng nó trơ, thậm chí là tới hàng chục năm nó chả ra cây hoa nào. Để kiếm được cây lộc vừng có hoa cũng không phải là dễ kiếm đâu các bác nhé. Cứ đang có hoa mà chơi thì rất là yên tâm, chắc chắn là nó sẽ ra tiếp rất là nhiều hoa. Và cây này được để trên một cái chậu. Có lẽ các bác muốn làm đẹp hơn thì cho vào một cái khay thì nó giảm bớt được cái chiều cao thì nhìn càng đẹp. Các bác có thể để vào một cái khay cho nó thả nước thì rất là đẹp. Cây này cũng khá là già cây rồi. Những cái vết sẹo của nó đã liền vết hết rồi này. Lộc vừng này mà trong báo giá là 9 triệu bào ship toàn quốc ạ. 9 triệu các bác nha. Vâng. Nếu mà bác nào ở gần đến nhà nói được thì sẽ được giảm tiền ship ạ. Vì cái này tiền ship của nó chắc phải hơn 1 triệu. Phải hơn 2 triệu tại vì nó khá là to và nặng. 9 triệu bào ship toàn quốc. Vâng. Rồi, tính cả chỗ của nó phải cao 1m4, 1m2 rồi. Cái chậu này thì không đáng tiền các bác nhé, chậu này thì ít tiền thôi. Có lẽ khi ship thì chủ vườn sẽ bỏ cái chậu đi, vì cái chậu này rất là nặng này. Miền Nam gọi là cái bông trang, cây này quá đẹp này. Cây này đã quay rồi, quay lại một chút cho các bác xem này. Cây này của nó là chín thần. Cây này cứ xem đi xem lại, không chán mắt. Nó là nhìn rất là đã. Rực hoa luôn. Nụ của nó kín thân luôn rồi bác này. Nụ của nó là chi chít luôn này. Trời ơi, đang quá khỏe. Nụ ra kín thân chỗ nào dày đặc nụ các bác nhé này. Xung quanh thân chỗ nào dày đặc nụ. Hoa này. Gốc rất là đẹp. Chợ cũng đẹp này. Cái gốc này ở bên trong của nó phải hơn 30. Một thân của nó, thân chính là trên 30 các bác nhé. Phải lắm. Còn thân phụ của nó thì có cái thân. Các cái thân nhỏ. Bên cạnh cũng không kém mấy này. Nói chung là cũng cân đối, không chênh lệch nhau nhiều quá. Nhìn tổng thể rất là đẹp, bông tán mịn.
cây là như thế này thì xem đi xem lại không chán mắt này. Tiếp tục các bác này, đây là cây nguyệt quế. Quế được báo giá 15 triệu, bao 15 triệu. Nguyệt quế bao ship toàn quốc nhé. Cái này chắc là ship luôn cả chậu nhỉ? Vâng. Cái chậu này của đấy, chậu mua khoảng 1 triệu cân. Cái này ship luôn cả chậu các bác nhé. Cái chậu này cũng đẹp này. Cây nguyệt quế có chiều cao khoảng độ 55 ạ. Và cái hoành tổm, hoành tổm nó cũng ra 55. À, đâu là dít thước nha. Đó là dưới eo nhở nhót đấy. Còn cái bị của nó thì kín chỗ. Rồi vừa nở hoa xong rất là nhiều quả. Rất là nhiều quả này, quả của nó rất là nhiều này, lá xoắn bông chùm hoa thơm lắm, quả nhỏ rất là nhiều này. Khế này, khế này có thân rất là hay này, đây là một cái khế gần, khế gần này. Nó chạy kín trộm. Cây là bao tiền anh ăn nhỉ? Cây cho bao ra 5 triệu ạ. 5 triệu cây khế này. Cũng bao ship toàn quốc ạ. Linh Sam, cây đang ra nhiều hoa này. Ra dòng siêu hoa, hoa liên tục. Cây đường chuyển của thân cũng quái cây này. Bạn xoắn này, đẹp. Quái nhưng nhìn rất là thuận mắt. Cây này bao tiền anh ạ? 1.5 triệu ạ. Rưỡi cây linh sam siêu hoa. Đây cây kim quýt này rất là đẹp này. Nhìn quá đã luôn. Để cái thằng người lên cưới rồi nhìn là hay phết. Cây đang ra nhiều quả các bác nhé, quả của nó này. Cành nào đó có quả. Quả này. Chùm quả trên nữa này. Cái dáng cây rất là đẹp. Tháo thôi thoải mái thôi, cháu chưa tháo được. Dáng cây đẹp này, tán tự nhiên, ấm tán. Cây này bao tiền anh ăn? Cây này là 3 triệu 2 ạ. 3 triệu 2. Cây này ra 3 triệu 2 tại vườn. Các bác nào ở xa thì tự trả tiền ship cây này. Cây này ship chắc cũng không mất nhiều tiền. Chắc chỉ vài trăm nghìn đi miền Nam thôi. Khoảng độ 200 là cùng, không thì chỉ 150. Một cây kim quýt rất là tuyệt vời. Nhìn quá đã luôn. Lộc vừng này, cái này cũng lùn cây, dễ trải đẹp. Lộc vừng hôm đá thấm thủy. Trong mùa của cái nhai là chơi khoảng độ 20 năm rồi. Thế người ta bảo có hoa, nhưng mà hiện tại thì cây chưa thấy hoa. Cái này gọi là cái an, ngày xưa người ta hay chơi cái an tròn như này. Bây giờ thì ít người chơi cái kiểu an này. Vâng, mới giờ đi, để là có ba cái sùng, châu vào để gọi là sùng lộc. Rồi, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Mua lộc vừng ở khuyến mại cả 3 cây sung. Vâng.
cái cây lộc vừng nó bám đá mà chú nhìn cái rễ nó chảy này. Sung cây sung là sờ nặng nha bác nhé. Wow. Sờ nặng là sung túc, sung sướng. Còn sờ nhẹ thì là sung đột. Cái này nó có chiều cao chỉ 55 phân thôi ạ. Tán ngang của nó khoảng độ 8 phải 90 ạ, tán ngang 90. Dáng cái này đẹp. Tay chủ một. Yếu là tay 1, tay 2 nó khỏe tay là được rồi, ok rồi. Rồi là thì quá già rồi. Cây, dáng cây đẹp. Mua cái lộp được 3 cây sung. Cây là báo giá lại là bao nhiêu nhỉ? Cây này cho báo giá 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi. Vâng. Nếu mà ai đến tận nhà nói sẽ rẻ hơn bởi vì cây này có thể ship một rất là nhiều tiền nặng lắm, 3 người biết tiếng được. Bây giờ các bác về mà thay cái khay bầu dục hơn. Hoặc là khay chữ nhật mỏng hơn, còn tôn lên cái vẻ đẹp của cây rất là nhiều. Cái cây này là người đang trông chỗ hơi bị to. Cái an này là cái loại kiểu cổ mới có những cái loại này các bác nhé, giờ ít người ta làm kiểu này lắm. Vâng. Cây này là bán rồi đúng không? Vâng, một cây kim quýt đã nổ tại vườn nhà anh An. Cái kim quýt rất là đẹp. Kim quýt rất là tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Linh Sam này 8 triệu cây linh sam này các bác nhá. Cây rất là già cây. Một tác phẩm mai nhiều thân. 12 thân ạ. 12 thân. Nhìn đẹp nhỉ. Tổng thể rất đẹp. Nó được một phát thơm và nhiều hoa lắm chứ ạ. Cái này là báo giá là bao nhiêu anh An nhỉ? Đấy là 28 triệu ạ. 28 triệu cái này. Bao ship toàn quốc. 28 triệu bao ship toàn quốc các bác nhé. Đây có một cây rất là đẹp này. Nguyệt quế quá đẹp luôn này. Cây này lùn cây. Cây này quá là tuyệt vời. Lúc nào quay ra đều hết hoa là chú nhìn này. À, nó vừa mới dùng hoa hôm qua xong rồi. Hoa này đang ra quả nhiều này. À, tất cả những cái chùm này đều là chùm quả. Nó vừa mới dùng xong. Quả nhỏ của nó này. Cây này thì nếu mà quay xốp từ dưới lên thì cái cồn, cái độ cồn thuần nó quá đẹp. Thuần rất là cồn. À, chú nhìn. Tổng thể đẹp, nhìn quá đã luôn. Đây là tác phẩm xanh Nam Điền mới về vườn này. Cây đang có quả này. Đây là nhiều quả chứ ạ. Nó dùng hết rồi mà cho phải vặt bờ cả cây nó yếu. Rồi lúc mà về nhiều quả lắm. Cháu đang làm lại cái dế nó cuốn chặt hơn vào cây nữa. Cây xanh Nam Điền dáng trực huyền. Tổng thể tác phẩm cũng rất là đẹp. Mấy cây dễ ăn xuống dưới rất là khỏe rồi các bác nhá. Có thể bỏ bớt cái phần đất ở đây nhìn cũng được này. Bởi vì cái dễ đã ăn xuống dưới rất là khỏe rồi này. Cái xanh Nam Điền này bao tiền nè, An nhỉ? Đây là 10 triệu 500 nghìn ạ. 10 triệu 500 nghìn tác phẩm này. Một cây xanh Nam Điền. Ngày trước nó ôm cái lợ, nhưng mà cái xế là phát triển lớn, nó thế là bị vỡ mất cái lợ. Cái này sao bỏ cái này được này, cái này sao bỏ cái bỏ cái đất này được. Vì cái dễ này rất là khỏe rồi này. Và cái xế này nó tòi bằng cái cổ tay bắt rồi. Rất là khỏe rồi này.
Hàng ấy, ôm lời thì 10 triệu 500. Cái này rất là mịn. 10 triệu 500 tác phẩm này. Cái này bông tán cũng mịn, chỉ vừa chơi. Cái này là nó ổn định rồi các bác nhé. Cái này là mới cái thêm một cái mầm này đây. Cái mầm này để cắt bỏ được này. Cơ bản thì nó cũng đã ổn, bông tán mịn. Còn cái này? Cái này là trong áo 16 triệu ạ. 16 triệu. Dạ, hai cái giá không bao ship ạ.